Xin chào, ta là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: nên bổ sung liều lượng bao nhiêu omega 3 giúp mắt sáng khỏe và ngăn ngừa bệnh tật cho mắt. Nếu như bạn quan tâm về chủ đề ngày hôm nay khi sử dụng omega 3 đặc biệt cho đôi mắt thì chúng ta sẽ có 4 chủ đề nhỏ xoay quanh và hy vọng rằng với 4 chủ đề ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn hiểu hơn về omega 3 tốt cho đôi mắt như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Chủ đề đầu tiên, omega 3 tốt cho mắt như thế nào? Thì omega 3 thì mọi người khá quen thuộc rồi đúng không ạ? Tất nhiên là mọi người đang sử dụng omega 3 ngay tại nhà của mình. Thì tác dụng giúp cho mắt sáng của dầu cá omega 3 đó được chứng minh thông qua nhiều cái nghiên cứu khoa học. Bởi vì sao? Bởi vì dầu cá omega 3 thì nó sẽ bổ sung DHA, một trong hai omega 3 quan trọng và là một trong những cái axit béo tồn tại nhiều ở võng mạc. Hoạt động xử lý ánh sáng của tế bào nón và tế bào que trong võng mạc đều gắn liền và phụ thuộc rất nhiều vào DHA. Thì cơ thể không tự tổng hợp được DHA mà nó cần cung cấp đủ DHA để hạn chế thiếu hụt DHA trong võng mạc của mắt. Từ đó nó khiến cho chức năng của võng mạc nè hạn chế bị suy giảm và tăng nguy cơ những cái vấn đề về thị lực như là thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể là những cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ảnh hưởng đến thị lực, đặc biệt ở người cao tuổi. Thì nó sẽ ngăn ngừa vấn đề này khi bạn cung cấp đủ DHA. Chính vì thế, việc cung cấp bổ sung dầu cá omega 3 cho cơ thể đồng nghĩa với việc là giúp cho đôi mắt của chúng ta sáng hơn, khỏe hơn. Dầu cá có nhiều công dụng quan trọng đối với cơ thể của con người các bạn ha. Thì nó tốt cho hệ tim mạch nè, EPA. Thì trong dầu cá tham gia sản sinh prostaglandin trong máu, giúp ức chế sự đông vón của tiểu cầu, giảm và ngăn sự hình thành huyết khối, giảm bớt lượng cholesterol xấu và triglyceride trong máu để giúp cho tuần hoàn được thông thoáng hơn. Đối với não bộ, DHA chiếm 1/4 cái lượng chất béo trong não và chiếm tỷ lệ cao trong chất xám, là cấu trúc của màng tế bào thần kinh. DHA tạo nên cái sự nhạy của neuron thần kinh, tăng sự đàn hồi của tế bào não và những cái tế bào ở thần kinh, nó giúp dẫn truyền những cái tín hiệu thần kinh nhanh chóng, chính xác hơn. Còn đối với thị lực thì axit béo trong dầu cá giúp phòng tránh những cái vấn đề ở mắt như là cận thị, loạn thị, quáng gà, mỏi mắt, khô mắt. Thì ngoài ra dầu cá còn mang đến những cái hiệu quả đối với những người bị viêm khớp dạng thấp nè, tránh sảy thai, tăng tỷ lệ sống sót cho thai nhi khi những người mắc cái hội chứng antiphospholipid. Như vậy bạn thấy rằng dầu cá ngoài tác dụng cho đôi mắt thì nó còn mang đến rất nhiều những cái tác dụng nữa. Thì ở đây chúng ta chỉ đề cập đến là tại sao dầu cá lại tốt cho đôi mắt thì bạn đã có được câu trả lời cho mình rồi nhé. Chủ đề thứ hai, liều lượng omega 3 nên bổ sung mỗi ngày. Thì chúng ta biết rằng omega 3 rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Thời điểm bổ sung omega 3 là tốt nhất là sau bữa ăn hoặc là vào buổi sáng, vì đây là thời điểm giúp cho cơ thể của chúng ta hấp thu omega 3 tốt nhất. Từ sau 14 giờ trở đi thì nồng độ hấp thu omega 3 sẽ giảm dần các bạn ha. Nếu như bạn thường xuyên bị mất ngủ thì nên uống omega 3 sau bữa ăn tối. Sau khi bổ sung omega 3 liên tục từ 2 đến 3 tháng thì bạn nên ngưng
khoảng là từ 1 đến 2 tháng nè, để cơ thể của chúng ta có thời gian hấp thụ và chuyển hóa hết cái lượng omega 3 bổ sung trước đó khi bắt đầu một cái liệu trình mới. Thì thông thường mọi người sẽ ngưng khoảng là 1 tháng đó. Nhu cầu sử dụng omega 3 hàng ngày phụ thuộc vào từng độ tuổi, và từng độ tuổi thì nó sẽ có những cái liều lượng sử dụng khác nhau các bạn nhé. Và tất nhiên khi bạn mua bất kỳ cái sản phẩm nào thì trên bao bì sản phẩm cũng có tờ hướng dẫn và ghi rất rõ rồi cho chị liệt kê lại thôi. Từ 6 đến 8 tuổi thì bổ sung 900 mg omega 3 mỗi ngày. 9 đến 13 tuổi thì cần khoảng là 1.000 đến 1.200 mg omega 3 mỗi ngày. 14 đến 18 tuổi thì cần 1.100 đến 1.600 mg trên một ngày. Người trưởng thành thì cần bổ sung omega 3 với liều lượng là 1.100 mg trên một ngày đối với nữ, 1.600 mg trên một ngày đối với nam. Phụ nữ mang thai bổ sung khoảng là 1.400 mg omega 3 mỗi ngày. Người trung niên có sức khỏe bình thường thì nên dùng khoảng là 1.100 mg omega 3 mỗi ngày. Người mắc bệnh tim mạch thì cần khoảng là 1.000 mg omega 3 mỗi ngày. Đối với những người bị bệnh tiểu đường, huyết áp cao thì nên bổ sung nhiều hơn, khoảng là 2.000 mg trên một ngày. Thì đó là tùy theo độ tuổi mà chúng ta sẽ có những cái hàm lượng bổ sung khác nhau. Chúng ta lưu ý nhé. Cách chọn những cái thực phẩm chức năng bổ sung omega 3. Thì việc bổ sung omega 3 từ nguồn dinh dưỡng tự nhiên, từ những loại dầu cá hay là những cái loại hạt sẽ mang lại cái lợi ích rất tốt cho sức khỏe và được khuyến khích hơn. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn muốn là sử dụng thực phẩm chức năng để bổ sung omega 3. Thì chúng ta muốn sử dụng thực phẩm chức năng để bổ sung omega 3 thì cần lưu ý những cái quy tắc sau đây. Chọn dầu cá hoặc thực phẩm bổ sung omega 3. Hàm lượng khuyến cáo là 500 mg EPA và DHA kết hợp mỗi ngày. Điều này có hiệu quả tương đương với 140 g cá dầu dầu cá mỗi tuần các bạn ha. Nếu như bạn đang dùng thuốc để làm loãng máu, chẳng hạn như là Apigreen, Warfarin, Heparin thì phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bổ sung dầu cá, bởi vì nó sẽ làm cho cái nồng độ cái máu của chúng ta loãng ra hơn nữa và có thể gây nguy hiểm, cho nên chúng ta cần lưu ý đối với những cái trường hợp này. Nếu như bạn đang ăn chay thì bạn có thể sử dụng nguồn cung cấp omega 3 từ dầu tảo biển. Thì bạn thấy rằng sử dụng omega 3 cũng đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức thật kỹ cho mình đúng không ạ? Thì trên mỗi bao bì sản phẩm có cái tờ hướng dẫn ghi rất rõ, chúng ta chỉ cần dành ra vài phút để chúng ta đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để tốt nhất. Chủ đề thứ ba, những thực phẩm giàu omega 3 nên bổ sung. Omega 3 có trong thực phẩm nào hay thực phẩm nào chứa nhiều omega 3 nhất? Thì câu trả lời đầu tiên cho tất cả các bạn đó chính là cá. Cá chứa rất nhiều omega 3. Thì theo như các chuyên gia sức khỏe, cá là nguồn cung cấp các axit béo omega 3 dồi dào, đặc biệt là những loại cá béo. Bạn có thể tìm mua những loại cá béo giàu omega 3, thì chúng ta sẽ tham khảo những cái loại cá sau đây. Thì để chúng ta bổ sung vào trong cái khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày của mình để cung cấp omega 3 tự nhiên, bởi vì nó rất tốt. Cá bơm, cá trích, cá thu, cá hồi, cá mòi, cá hồi biển. Bạn có thể sử dụng cá ngươi, cá ngừ các bạn hết. Hào nè. Thì đó là những cái loại cá giàu omega 3. Có thể thấy cá chính là nguồn cung cấp thực phẩm omega 3 rất tốt cho sức khỏe, cho bà bầu, cho trẻ nhỏ, cho phụ nữ, cho tất cả những ai muốn bổ sung omega 3 tự nhiên từ nguồn thực phẩm. Ngoài cá ra thì chúng ta cũng phải quan tâm đến những cái loại ngũ cốc và những cái loại quả hạch, bởi vì nó cũng rất giàu omega 3.
thì như là bánh mì ngũ cốc nguyên hạt nè, bột ngũ cốc, hạt lanh, hạt chia, hạt óc chó, hạnh nhân, bột mì, mì ống, bơ đậu phộng, cháo yến mạch, hạt bí ngô, thì nó rất giàu omega 3. Thì chúng ta có thể chọn để bổ sung vào trong cái khẩu phần dinh dưỡng của mình. Rau củ giàu omega 3, các bạn có thể tham khảo như là cải brussel, cải xoăn, cải bó xôi, cải xanh nè, súp lơ, rau bina, đậu Hà Lan. Thì chúng ta chọn những cái loại rau củ có màu xanh đậm á, thì nó sẽ mang đến nhiều cái giá trị dinh dưỡng hơn, đặc biệt là omega 3. Các loại dầu như là dầu gang cá, dầu hạt lanh, dầu đậu nành, dầu óc chó, dầu mè, vân vân. Rong biển và tảo cũng chứa cái hàm lượng omega 3 cần thiết cho cơ thể. Trong trứng, đặc biệt là lòng đỏ trứng nha, thì chúng ta có thể chọn những cái nhóm thực phẩm này để chúng ta bổ sung vào trong cái thực đơn cho cái gia đình của mình, để chúng ta cung cấp cái hàm lượng omega 3 cần thiết tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Ngoài ra thì những cái nhóm thực phẩm bổ sung dầu cá, một số loại vitamin như là vitamin A, các loại bánh thay cho bữa ăn vặt, bột protein, bột giảm cân, nó cũng chứa một cái hàm lượng omega 3 cho cơ thể. Thì tùy mục đích mà chúng ta sử dụng thôi, mà chúng ta có thể chọn những cái nguồn cung cấp omega 3 cần thiết. Còn nếu như chế độ ăn uống của mình thiếu chất, mình muốn bổ sung thêm omega 3, thì tất nhiên bạn phải chọn những cái thực phẩm chức năng có chứa omega 3 chất lượng để chúng ta bổ sung thêm. Chủ đề thứ tư, cần lưu ý những gì khi bổ sung omega 3? Thì khi bổ sung omega 3 thì bạn nên lưu ý rằng axit omega 3 trong thực phẩm có thể bị oxy hóa nếu như chúng ta chế biến quá tay hoặc là nó bị oi. Vì vậy, cơ thể có thể là hấp thu omega 3 tốt nhất, bạn nên dùng những cái thực phẩm tươi sống thì nó sẽ tốt hơn. Có nghĩa là chúng ta chọn những cái thực phẩm tươi sống chúng ta chế biến thì cái nguồn omega 3 nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Việc tiêu thụ nhiều hơn 3 gram omega 3 mỗi ngày có thể làm cho bạn tăng nguy cơ chảy máu, xuất huyết. Tuy nhiên, bạn hầu như là không cung cấp đủ cái lượng omega 3 nhiều như vậy trong chế độ ăn uống, cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm, trừ khi bạn uống những cái viên omega 3 mà bạn quá lạm dụng, bạn uống quá nhiều thì nó sẽ tăng nguy cơ chảy máu. Thì các bác sĩ khuyến cáo những người bị bệnh tim thì nên tiêu thụ 1 gam axit béo omega 3 trong thức ăn mỗi ngày kết hợp cùng với dầu cá thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào từng cái tình trạng sức khỏe của bạn mà bạn có thể chọn omega 3 bổ sung như thế nào là tốt nhất. Và khi mà chúng ta bổ sung từ những cái nhóm thực phẩm chức năng thì chúng ta cũng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, bởi vì nó rất tốt và rất có lợi cho sức khỏe của mình các bạn nhé. Tác dụng phụ thường gặp nhất khi sử dụng dầu cá là khó tiêu, đầy hơi. Thì việc dùng dầu cá kết hợp với những cái chất bổ sung khác nó sẽ cải thiện được tình trạng này. Omega 3 là một trong những cái dưỡng chất cần thiết cho hầu hết tất cả mọi thành viên trong gia đình. Với những loại thực phẩm trên thì bạn có thể nấu một bữa ăn ngon, một bữa ăn đầy dưỡng chất cho cả gia đình của mình thưởng thức, mà chúng ta lại cung cấp đầy đủ axit béo omega 3, các dưỡng chất cần thiết nữa trong một cái khẩu phần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng các bạn nhé. Thì không có gì mà có lợi cho sức khỏe bằng chúng ta cung cấp từ những cái nhóm thực phẩm qua cái bữa ăn hàng ngày hết. Như vậy là một trong những cái nguồn cung cấp an toàn, lành mạnh và được khuyến khích nhất. Và hy vọng rằng với những kiến thức nền tảng chia sẻ ngày hôm nay đã giúp ích cũng như là giúp cho mọi người tìm được câu trả lời omega 3 tốt cho đôi mắt như thế nào, và chúng ta cũng biết được cái hàm lượng để chúng ta sử dụng omega 3 ở cho cơ thể của mình. Và nếu như bạn thấy có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm
nguyễnthydj.com. Xin chào và hẹn gặp lại.